Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, như hôm trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE 2.5 phiên bản nhập Mỹ màu bạc. Hôm nay tôi lại về thêm một chiếc xe Toyota Camry phiên bản cũng phiên bản LE, nhưng mà nó là phiên bản màu đen. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và vẫn còn nguyên biển 4 số, biển 30F, biển Hà Nội quý vị và bạn nhé. Biển 31F đấy ạ, đấy, biển Hà Nội. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 8 vạn mai km ạ. Lăn bánh là hơn 8 vạn mai, tính ra km thì cũng được hơn 10 vạn km thôi quý bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, với những chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ này thì phần lớn những ông chủ mà đi những chiếc xe này là đều là những người yêu thích xe và thích sưu tầm, cho nên là rất giữ gìn và rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là còn nguyên bản, từ gương chiếu hậu cũng còn nguyên bản hết, chưa có độ gì cả, còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, nhìn tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả, từ những cái cụm đèn hậu cũng rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Từ 2010 form này thì lại đã được trang bị đèn hậu là đèn hậu LED rồi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đèn hậu LED và gương chiếu hậu là gương cứng không gập được. Chiếc xe này là chủ xe chưa độ, còn chiếc xe màu bạc thì hôm trước là chủ xe đã độ lên gương gập điện rồi. Đấy, đây là cái phần thân vỏ bên ngoài rất là mới, rất là bóng quý vị bạn ạ. Đấy, chủ xe chăm sóc rất là tốt, cho nên là từ những cái cụm đèn pha cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Mặt ca lăng cũng còn mới, chưa có ố gì cả, từ những cái logo đến những cái phần mạ chrome. Đấy, đây là cái cụm đèn pha, xe đã được trang bị đèn pha là dạng bi rồi quý vị bạn nhé. Rất là đẹp. Và đây là cái phiên bản đủ, có cả cửa nóc quý vị bạn ạ. Phiên bản đủ thì xe được trang bị cửa nóc này và tích hợp điều khiển âm thanh trên vô lăng là giang đúc. Đấy, và dàn lốp này là chủ xe đã thay lên dàn lốp Michelin và dàn lốp thứ hai rồi quý vị bạn nhé. Vì chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn mai thì là đã lên một cái dàn lốp mới rồi, là cái điều bình thường và là cái điều đương nhiên rồi. Có điều là cái dàn lốp này chủ xe thay Primacy 4 này, rất là mới, rất là đẹp. Và cái dàn lốp này có lẽ là dàn lốp xịn nhất, ngon nhất, đi êm nhất rồi. Và la giang đúc thì chưa có xước sát gì cả, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản Camry đèn hậu rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Toàn bộ những chữ logo đều rất là mới, rất là đẹp. Đấy, những cái logo là chưa có bị ám ố gì cả. Chiếc xe này thì chủ xe toàn để tầng hầm, cho nên là không phải để ngoài trời mấy, cho nên là từ những cái nước sơn cho đến những cái phần đèn, phần kính này, táp lô đều là rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Không có bị ải do thời tiết nắng nóng, là giang đúc cũng chưa có xước sát gì cả. Chúng tôi mua chiếc xe này về chúng tôi chỉ việc đánh bóng thôi, chứ cũng chưa phải sơn lại chỗ nào cả. Đấy, rất là đẹp. Dàn lốp Michelin này, là giang đúc nguyên bản theo xe, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Rất là mới luôn. Một chiếc xe Toyota Camry Mỹ phiên bản LE nhập Mỹ đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry LE này. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Từ vô lăng cần số này đến những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị bạn, chiếc xe đã lăn bánh được 84.000 dặm. Đấy, tức là 8 vạn 4 mai. 8 vạn 4 mai thì tính ra nó khoảng độ 14 vạn km rồi quý bạn ạ. Đấy, 13-14 vạn km. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Mỹ và sản xuất năm 2010 quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tháng 6 năm 2010 và được sản xuất tại Mỹ luôn ạ. Đấy, rất là mới, đầy đủ từ vô lăng cần số. Vô lăng đã được tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đấy, và vô lăng còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Cửa nóc đầy đủ cả rồi.
Và đây là cái phần nội thất phía sau của xe. Riêng từ cái táp lô, táp bi đều rất là mới, rất là đẹp. Từ những cái phần nhựa, phần da theo xe còn rất là đẹp. Và toàn bộ những cái phần nhựa cũng như cái phần da mà chủ xe đã làm. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở những chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE này thì 100% là được trang bị là ghế nỉ. Còn cái ghế da cao cấp này là do chủ xe làm lại ở Việt Nam thôi nhé, làm thêm chứ nguyên bản là chỉ có ghế nỉ thôi. Chắc là quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng chiếc xe này là chủ xe đi rất là ít, cho nên là nội thất còn rất là đẹp. Từ những cái bậc cửa đều rất là đẹp, thảm trải sàn 3D mà chủ xe đã làm thêm, lót sàn 3D đấy ạ. Đấy, từ những cái phần nhựa, phần nỉ trần, tất cả còn đều rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cửa nóc, quý vị bạn nhé, cửa nóc điều hòa tự động. Đấy, táp lô rất là đẹp, táp lô, táp bi cửa này đều rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ những cái phần nhựa cho đến những cái phần da. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đồng hồ công tơ mét đã 84.000 mai rồi. Đấy, tức là 84.000 mai. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe thực đáng để sưu tầm đấy ạ. Vì những chiếc xe này phần lớn rất là nhiều người thích sưu tầm quý vị các bạn ạ. Đây là cái phần cửa nóc của chiếc xe. Chiếc xe đã được trang bị cửa nóc và cửa nóc auto một chạm. Chỉ cần bấm một chạm là có thể mở và một chạm để đóng. Đấy, rất là đẹp, rất là tiện lợi quý vị bạn nhé. Phiên bản đủ thì nó mới có cửa nóc quý vị bạn ạ. Đây là cái cần số của chiếc xe. Cần số này cũng còn nguyên zin, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Riêng vô lăng cần số ở chiếc xe Toyota Camry này nó nguyên bản là không có bọc da và cũng không có vân gỗ quý vị bạn nhé. Cho nên là không hay làm lại được những cái cần số hay vô lăng ở đâu. Nếu như bọc da hay là vân gỗ thì rất là dễ làm lại, nhưng nó nguyên bản như thế này thì rất là khó làm lại đấy. Nguyên bản này từ những cái phần nhựa táp lô này. Chiếc xe này thì chủ xe hay để trong tầng hầm, cho nên là không ở ngoài trời nắng nóng, cho nên là từ táp lô đến những cái phần, nói chung là những cái phần nội thất bên trong đều rất là đẹp, chưa có bị ải, chưa có bị mài mòn gì cả. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đấy ạ. Cốp sau tất cả từ những cái keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản ạ. Tôi quay kỹ cho quý bạn xem về cái cốp sau nhé. Tại vì là những chiếc xe thường là hay bị đâm đụng hay va chạm là nay ở những cái phần đầu và phần sau. Thì những cái phần sau này tôi sẽ quay kỹ hơn, cũng như là cái phần đầu tôi sẽ quay kỹ hơn để quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này. Vì khách hàng của tôi là rất nhiều khách hàng ở xa, ở ngoài tỉnh đấy, cho nên là chưa có thể qua xem trực tiếp được. Thì quý vị bạn xem cái video này, quý vị các bạn đã thấy được chất lượng của chiếc xe. Đấy, cái phần cốp sau này cũng rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn ạ. Đẹp từ những cái phần nỉ đây ạ. Những cái phần nỉ này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là những cái phần nỉ ở cái cốp sau quý vị bạn nhé. Cốp sau này hai lớp nỉ và một cái tấm cát tông để giữ đồ đấy ạ. Đấy, những cái phần nỉ này, những chiếc xe nào mà chủ xe không cẩn thận hoặc những chiếc xe nào mà chạy nhiều ấy, thì gần như những cái tấm nỉ này nó nát hết rồi. Chiếc xe này thì những cái tấm nỉ ở đằng cốp sau này còn mới nguyên và rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Đấy, đóng cái cốp sau này lại thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem về cái phần nội thất phía sau này quý vị bạn nhé. Từ những cái keo chỉ này còn nguyên bản và cái táp bi cửa cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đẹp từ những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là sáng này, cho đến những cái phần ghế da rồi những cái phần thảm sàn phía sau đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, toàn bộ đều rất là mới này. Đẹp từ những cái phần nỉ trần, cửa nóc này cho đến những cái ghế da đều rất là mới, rất là cứng xe quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi làm lại cái video này thôi chứ chiếc xe này thì tôi cũng đã, hôm qua tôi đã live stream trực tiếp rồi. Nhưng live stream trực tiếp thì gần như là nó không nét, không chất lượng được bằng là tôi quay cái video. Tại vì là live stream trực tiếp nên nó ảnh hưởng bởi tín hiệu mạng. Tôi dùng mạng 4G cho nên là nó cũng hay bị yếu, nên là nó hay bị gián đoạn, cho quý vị bạn hết sức thông cảm. Và bây giờ quý vị bạn xem lại cái video này nhé. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ quý vị bạn nhé. Cái táp bi này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cái táp bi rất là đẹp, từ những cái phần nhựa này đến những cái lên xuống kính này, khóa cửa này đều rất là mới, mới đều xe quý bạn ạ. Đấy, rất là mới này, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Từ táp bi cho đến những cái táp lô này,
đồng hồ các thứ đều còn nguyên bản hết ạ. Đầu CD nguyên bản, theo xe còn nguyên, chủ xe chưa độ ạ. Rất là nhiều xe bây giờ đã độ màn hình Android, nhưng mà những người mà sưu tập những chiếc xe Camry này thì gần như những người là đều thích nguyên bản, giữ lại nguyên bản cho chiếc xe. Đây, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Đây, đây là cái phần ghế bên phụ. Đấy, những cái ốc bản lề, cánh cửa phía sau còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Thảm trải sàn đấy ạ. Đây là cái thảm trải sàn 3D mà chủ xe đã làm lên rồi, cho nên rất là mới, rất là đẹp. Chủ xe cũng rất là giữ gìn đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, đây là những cái phần nhựa này, phần cốp trước này. Và đây là cái giấy tờ của xe đây quý vị bạn này, đăng ký đăng kiểm tôi cầm sẵn đây. Đây là cái đăng kiểm của chiếc xe cho quý vị bạn cùng xem nhé. Chiếc xe này là vẫn còn giữ nguyên biển 4 số nhé, biển 31F đây quý vị bạn này. Vẫn còn biển 4 số và biển Hà Nội đấy ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2010 và sản xuất tại Mỹ quý vị bạn nhé. Đây là cái sổ đăng kiểm đấy ạ. Đấy, đăng ký đăng kiểm. Đăng ký biển Hà Nội, biển 31F, biển 4 số, còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, kết thúc cái phần nội thất này thì tôi sẽ đóng cửa lại và tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Động cơ của chiếc xe cũng rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Toyota cũng đã trang bị cho phiên bản LE 2.5 này là một cái khối động cơ xăng 2.5 lít và là cái động cơ đua VVTi. Đấy, trước cái phiên bản này là sản xuất năm 2009 là động cơ là 2.4 và là động cơ VVTi thường quý vị bạn nhé. Đây là động cơ đua VVTi rồi. Và đây là cái em nắp cabo. Nắp cabo cũng còn nguyên bản, từ keo chỉ cho đến cái ốc cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cái động cơ này thì tôi cũng chia sẻ với quý vị các bạn, chiếc xe này là chúng tôi mới mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu nhé, mà chủ xe chăm sóc rất là đều, rất là kỹ, cho nên là cái động cơ này rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nguyên bản và còn rất là đẹp. Riêng về cái động cơ này thì chúng tôi cam kết là không ngập nước, còn nguyên bản hết ạ. Máy móc chưa có làm lại và còn rất là đẹp đấy ạ. Chủ xe, riêng chiếc xe này thì chủ xe chăm sóc rất là kỹ, không phải dọn về máy, không phải dọn về động cơ mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE 2010 nhập Mỹ này rồi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry 2010 nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.